Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trong sáng ngày 8 tháng 2 trên VTC Now. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức mới được cập nhật từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch. Bản tin 6 giờ ngày 8 tháng 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 4 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam hiện có 2.001 bệnh nhân. Tính đến 6 giờ ngày 8 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.115 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 422 ca. Tính từ 18 giờ ngày 7 tháng 2 đến 6 giờ ngày 8 tháng 2, 4 ca mắc mới, trong đó không ca nhập cảnh. Thông tin cụ thể như sau. Các bệnh 2002, nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh 2003, nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh 2004, nam, 28 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh 2005, nam, 32 tuổi, có địa chỉ tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Các bệnh nhân trên là nhân viên bốc xếp hàng hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung một đội với bệnh nhân 1979, có giao tiếp với nhau, công việc không có tiếp xúc với hành khách. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng, 4 bệnh nhân đã được điều trị cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Và tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nước. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán 2021 sẽ đến, do đó các biện pháp phòng dịch lại càng được siết chặt. Đợt dịch lần này cho đến nay đã ghi nhận gần 400 ca mắc tại 12 tỉnh thành phố, trong đó số ca ghi nhận nhiều nhất tại tỉnh Hải Dương. Có thể nói, cho đến hôm nay, tình hình dịch bệnh trên cả nước đã được kiểm soát tốt. Các ổ dịch nguy hiểm nhất cơ bản đã được khống chế và được khóa chặt, không còn khả năng lây lan cho cộng đồng như ổ dịch tại sân bay Vân Đồn, ổ dịch tại công ty Poyun, Chí Linh, Hải Dương. Ngoài ra, các ổ dịch xâm nhập ở các địa phương khác cũng đã được khoanh vùng xử lý triệt để ngay. Ông Dương cũng cho rằng, đợt dịch lần này phải đối mặt với kẻ thù vô hình, nguy hiểm hơn rất nhiều, đó chính là biến chủng kiểu mới của virus. Chúng ta đã phải thay đổi chiến lược gộp mẫu xét nghiệm. Nếu như trước đây, chủ yếu ta làm xét nghiệm mẫu đơn hoặc nhiều lắm là gộp mẫu 5, thì nay Bộ Y tế đã cho phép làm gộp mẫu từ 10 đến 12 mẫu trong một lần xét nghiệm để đáp ứng được yêu cầu xét nghiệm mẫu rất lớn. Gộp theo hộ gia đình hoặc trong một nhóm cùng cơ quan, đơn vị có thể lên tới 16 mẫu. Trường hợp tiên lượng rất nặng là bệnh nhân số 1536, là bệnh nhân nữ, 79 tuổi, từ Mỹ về từ ngày 13 tháng 1. Có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19, nhập viện ngày 15 tháng 1 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 và có biểu hiện tăng huyết áp. Theo các chuyên gia, bệnh nhân diễn tiến nhanh thì tiên lượng tử vong rất cao. Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia 4 lần. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực thở máy qua nội khí quản, lọc máu, nằm yên dưới tác dụng an thần giãn cơ, phù nhẹ toàn thân, phổi đông đặc dày hai đáy. Ngoài ra, 4 trường hợp tiên lượng nặng khác gồm bệnh nhân số 1634 là nữ 34 tuổi, bệnh nhân số 1725 là nam 34 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và bệnh nhân số 1562 là nữ 54 tuổi và bệnh nhân số 1564 là nam 30 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Trong đó thì bệnh nhân số 1634 và bệnh nhân số 1564 có tiến triển tốt lên, hai bệnh nhân còn lại tiến triển nặng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tin đồn 20 trường hợp nhiễm COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất là không chính xác. Theo ông, vào tối ngày hôm qua, 6 tháng 2, đơn vị đã tổ chức lấy mẫu khẩn khoảng 1.400 mẫu nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Để nhanh chóng có kết quả tầm soát xét nghiệm được thực hiện theo phương pháp gộp 5 mẫu. Kết quả xét nghiệm vào sáng ngày 7 tháng 2 cho thấy 4 mẫu gộp, mỗi mẫu gồm 5 người, tức là tất cả 20 người nghi ngờ nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, 20 trường hợp này đã được lấy lại mẫu để xét nghiệm lại nhằm xác định chính xác và kết quả sẽ có trong chiều tối nay. Sân bay Tân Sơn Nhất ngày cận Tết, lượng khách đổ về có phần tăng hơn so với những ngày trước. Nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, lực lượng chức năng tại đây đã siết chặt công tác phòng chống dịch. Tất cả hành khách và nhân viên đều nghiêm túc chấp hành các quy định phòng dịch. Sân bay có những
những cái khâu chuẩn bị để phòng chống cho hành khách từ ngay từ ngoài cổng như này, bọn em rất yên tâm và tin tưởng rằng là nhà nước mình, chính phủ mình và tất cả mọi người đều chung tay thì chúng ta đẩy lùi được và chống dịch thành công. Công tác chuẩn bị phòng chống dịch ở tại sân bay thì khá là đầy đủ để cho người dân có thể phòng tránh dịch một cách tốt nhất để về quê an toàn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, sân bay đã tăng cường thêm 16 quầy thủ tục để giảm bớt lượng khách tập trung tại một chỗ quá đông. Đồng thời tăng thêm cửa khởi hành giúp hành khách thuận lợi hơn. Các nhân viên sân bay cũng chú trọng kiểm tra, giám sát hành khách, đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Chúng tôi vẫn thường xuyên quan sát và khuyến cáo hành khách phải khai báo y tế đầy đủ để nhà nước có thể quản lý được sự di chuyển của hành khách. Và đồng thời là cũng phải khẩu trang và tuân thủ theo 5K, theo quy định của nhà nước. Sân bay là một trong những điểm có nguy cơ cao về lây nhiễm dịch bệnh. Để mỗi chuyến bay được an toàn, hành khách không phải lo lắng khi về nhà đón Tết. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch triệt để của sân bay, mỗi hành khách cũng cần ý thức hơn nhằm đảm bảo sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Sáng ngày 7 tháng 2, ông Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thông báo trên áp dụng cho tất cả các công dân trong và ngoài thành phố. Và cũng theo Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, khi qua các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra vào thành phố, mọi người vẫn bắt buộc phải khai báo y tế, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Mọi người có quyền đi lại bình thường giữa các tỉnh thành phố, bao gồm Hải Dương và Quảng Ninh, nhưng phải thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19. Hiện chúng tôi đang có mặt tại điểm cách ly trường tiểu học phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh. Tại đây thì hiện đang có 348 công nhân của công ty E-Tech đang thực hiện cách ly tập trung theo đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch. Và cái việc mà thành phố Chí Linh đặc biệt quan tâm đó là việc chăm lo cho đời sống của những người cách ly trong khu vực cách ly tập trung. Tại tất cả các khu vực cách ly tập trung thì đều được quan tâm chăm lo đời sống một cách tốt nhất. Ngay sau khi trường tiểu học Cộng Hòa được trưng dụng làm nơi cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19, ban giám hiệu và cán bộ giáo viên nhà trường đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đón người cách ly. Thì chúng tôi đã huy động cán bộ giáo viên là mặc trang phục đầy đủ và theo đúng quy định để sẵn sàng đón tiếp. Chúng tôi đã phân kịch bản là các bộ phận để hướng dẫn các công dân về phòng theo quy định và đảm bảo là khoảng cách từ 8 đến 10 công dân trong một phòng, phòng học. Mỗi ngày trôi đi, nhịp sống trong khu cách ly vẫn diễn ra bình thường. Mọi người đến đây đều được chăm lo chu đáo mọi mặt. Ai có nhu cầu vẫn có thể tham gia các hoạt động chung như luyện tập thể dục thể thao, nhưng phải tuân thủ khoảng cách an toàn và các quy định phòng chống dịch. Những người cách ly ở đây cũng rất có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung và yên tâm đón Tết trong khu cách ly tập trung. Tất cả mọi anh em trong này nói chung là tư tưởng anh em đều ổn định, cuộc sống được ăn uống cũng như là sinh hoạt đầy đủ, không có thiếu thốn gì cả. Ngoài những thời gian mà ăn uống ngủ nghỉ thì bọn em, tất cả mọi người trong khu cách ly đều ý thức được là dọn vệ sinh buổi sáng và buổi chiều. Dịch căng như này thì bọn cháu chấp nhận ăn Tết ở đây thôi. Để trước hết là bảo vệ bản thân và sau là bảo vệ gia đình và xã hội. Với tinh thần chủ động, linh hoạt và phương châm 4 tại chỗ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Chí Linh đã phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho cán bộ nhân viên phụ trách và làm nhiệm vụ tại tất cả 32 điểm cách ly tập trung. Bên cạnh đảm bảo các nhu cầu ăn ở, ngủ nghỉ, thì vấn đề đặc biệt lưu tâm là đảm bảo phòng chống dịch, không để xảy ra tình trạng lây chéo trong khu vực cách ly, trang bị cho những người cách ly những kiến thức để tự phòng tránh dịch bệnh. Phía sau lưng tôi đây là không khí vui tươi, náo nhiệt tại một khu cách ly tập trung ở thành phố Chí Linh. Tất cả mọi người đang thể hiện tinh thần đoàn kết để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Sau khi quyết định thành lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ trong ngày 6 tháng 2, các chuyên gia kỹ sư của Bệnh viện Bạch Mai cùng đông đảo các y bác sĩ, nhân viên y tế của Điện Biên đã làm việc xuyên đêm. Từ việc lắp ghép các máy móc, trang thiết bị y tế, giường bệnh chuyển lên từ Hà Nội, cho đến việc lau chùi, dọn dẹp khu vực hồi sức cấp cứu để đưa vào sử dụng điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Cả đêm hôm qua là toàn bộ đội bộ ngũ kỹ sư, 7 kỹ sư của chúng tôi đã làm việc xuyên đêm, và đến bây giờ thì có thể nói là cái đơn vị hồi sức cấp cứu mà là một cái đơn vị quan trọng nhất trong bệnh viện dã chiến của chúng tôi thì đã về cơ bản hoàn thiện, và đến bây giờ thì phòng hồi sức cấp cứu với hơn 16 giường đã được có thể đưa vào sử dụng. Để điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, đặc biệt là những trường hợp bệnh nhân chuyển biến nặng, nguy kịch, Bệnh viện Bạch Mai vận chuyển lên Bệnh viện dã chiến những trang thiết bị hiện đại bậc nhất ở Bệnh viện tuyến Trung ương hiện nay. Từ hệ thống oxy, khí nén, máy thở chức năng cao cho đến máy tim phổi nhân tạo tại các giường hồi sức cấp cứu. Các cái hệ thống giường hồi sức của chúng ta đã sẵn sàng với những trang bị hiện đại nhất. Chúng ta đã có những cái máy thở hiện đại, thở chức năng cao, chúng ta có hệ thống khí nén oxy tại giường, chúng ta có máy tim phổi nhân tạo tại giường, và đây là những cái điều kiện cơ bản và hiện đại nhất để có thể đáp ứng điều trị hồi sức cho những bệnh nhân COVID nặng và nguy kịch. Song song với việc thiết lập hệ thống trang thiết bị hiện đại, các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tiến hành việc đào tạo tập huấn cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế ở Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, để đội ngũ này có thể sử dụng những thiết bị mới hiện đại trong tình huống khẩn cấp điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 trong sáng ngày 8 tháng 2 của VTC Now. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.